Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái lô rẫy cà phê nhé. Có cái địa chỉ tại thôn Hốn Lao, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Từ cái vị trí lô rẫy cà này thì chúng ta ra đường liên xã. Xa đường liên xã rơi vào khoảng 800 m nhé. Và chúng ta về tới trung tâm xã rơi vào khoảng 4 tới 5 cây số. Và chúng ta về tới trung tâm huyện Chư Sê rơi vào khoảng 10 tới 15 km nhé. Lô rẫy cà của mình giới thiệu cho anh em ngày hôm nay thì là một cái đám cà tơ nhé. Cà này thì nói chung là cũng kinh doanh khoảng 1-2 năm. Đây như anh em nhìn thấy trên hiện trạng thì cà ở khu vực đây thì cũng tương đối là đẹp này. Ở khu vực đây thì cà cũng đều, đều cây nhé. Cây cũng rất là đều này. Đấy. Và cái tán lá cũng rất là xanh mượt. Do chủ nhà không có điều kiện chăm sóc nên thành ra để vườn cũng cỏ cũng tương đối tùm. Nếu mà là vườn này thì chúng ta có về về cũng chúng ta có thể mua về cải tạo này thì cải tạo lại thì đây là một miếng vườn cũng rất là đẹp nhé. Tại vì giống cà mới bây giờ với cái dàn cà tơ bây giờ thì cũng rất là dễ chăm. Đây là cái ranh giới nhé. Cái ranh giới giữa giữa nhà bên đây này và cái ranh giới nhà bên này. Và về bên đây thì chúng ta đi ra đường nhé. Chúng ta ra đường thì đây mình sẽ lướt ra đường để mới quay cái đường để lên xuống này. Và đất của chúng ta thì nó thoải thoải nhé. Nó thoải khoảng 2 tới 30 độ, 20 độ. Và lô đất này, lô đất rẫy này tưới bằng ấy nhé, bằng giếng nhé. Xin lỗi, tưới tưới suối lên nhé. Tưới suối lên. Đó. Đây là con đường đi xuống này. Đây và con đường đi lên này. Con đường đi lên đây, từ đây lên mà con đường liên xã rơi vào khoảng 700-800 mét nhé. Đây, ranh giới giữa hai nhà. Và lô đất này thì chủ nhà rao bán với cái giá là 580 triệu nhé. 580 triệu đối với cái diện tích là hơn 1 héc, khoảng hơn 1.000 cây cà phê gì đó. Và đất của chúng ta là đất đỏ ba gian. Tưới thì tưới bằng bằng bằng, bằng ấy nhé, bằng, tưới, tưới suối lên nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn 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 sử dụng điện thì chúng ta có thể thương lượng với chủ nhà để chủ nhà có thể kéo điện cho chúng ta. Đấy, theo theo hai bên để thỏa thuận. Và chủ nhà cũng có thể làm cho chúng ta một con đường ủi từ trên xuống dưới nhé. Đây đường đây thì nó cũng mùa này thì là mùa mưa nên kiểu là do ở đây ấy, thì nó con đường này nó cũng nó có độ dốc ấy, nên thành ra từ trên kia nước nó chảy xuống thì nó có một cái xói mòn cái đường rãnh. Đấy. Đấy. Nếu mà chúng ta mua thì chủ nhà vẫn có thể là cam kết ủi cho chúng ta một con đường từ từ đây đi xuống đấy, để cho nó tạo được cái độ bằng phẳng để chúng ta đi lại cho nó thuận tiện nhé. Thank you.
Thank you.